Bài toán cắt ghép hình thú vị. Bài toán hình bên dưới gồm hai hình vuông ghép lại với nhau, tìm diện tích phần được tô màu. Bài toán cho biết là có hai hình vuông, đây là hình vuông lớn có cạnh là bằng 6 cm và đây là hình vuông nhỏ có cạnh là 2 cm. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm diện tích của phần tô màu. Các em hãy dừng video lại và tư duy bài toán này xem chúng ta sẽ làm như thế nào trước khi xem phần đáp án. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách giải bài toán này. Thì chúng ta sẽ phân tích về cách tư duy, chúng ta sẽ làm như sau. Để tìm được diện tích của phần tô màu, chúng ta sẽ đi tìm diện tích của hình vuông lớn, tìm diện tích của hình vuông nhỏ. Ta sẽ tìm diện tích của hình H1, tức là cái phần màu trắng này, tìm diện tích của hình H2. Vậy khi đó muốn tìm diện tích của phần tô màu, ta chỉ việc đi lấy tổng diện tích của hình vuông lớn cộng với diện tích của hình vuông nhỏ, trừ đi diện tích của hình H1, sau đó trừ đi diện tích của hình H2 là xong, được không nào? Rất là dễ. Chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1, tính diện tích của hình vuông lớn. Ta lấy 6 nhân 6 bằng 36 cm vuông. Bước 2, ta đi tìm diện tích của hình vuông nhỏ. Hình vuông nhỏ đây. Hình vuông nhỏ có cạnh là 2 cm, vậy diện tích của hình vuông nhỏ là 2 nhân 2 bằng 4 cm vuông. Bước 3, ta đi tìm diện tích của hình tam giác H1. Đây là hình tam giác H1. Thì ta sẽ lấy 6 nhân 6 rồi chia cho 2 bằng 18 cm vuông. Bước 4, ta đi tìm diện tích của hình tam giác H2. Hình tam giác H2 thì nó được tạo bởi đây, ghép bởi hai hình. Đây là hình thứ nhất và đây là hình thứ hai. Hình tam giác H2 có chiều cao chính bằng cạnh của hình vuông lớn và cạnh của hình vuông nhỏ. Có nghĩa là 6 thêm 2 là 8 cm, độ dài đáy là bằng 2 cm. Vậy diện tích của hình tam giác H2 sẽ là 8 nhân 2 rồi chia cho 2 thì bằng 8 cm vuông. Và cuối cùng ta đi tìm diện tích của phần hình được tô màu. Các em sẽ lấy tổng diện tích của hình vuông lớn cộng với diện tích của hình vuông nhỏ, trừ đi diện tích của hình H1, trừ đi diện tích của hình H2 sẽ ra diện tích của hình được tô màu. Các em hãy comment đáp án của mình xuống phần bình luận của video này. Các em thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh để nhận được những video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.